Xin chào, xin chào anh chị. À, video bài học này thì Phan Anh sẽ nói với anh chị về một số cái mô hình kinh doanh ở trên mạng cũng như là ở trong kinh doanh nói chung. Thế thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều các mô hình kinh doanh, thì anh chị và các bạn lựa chọn cho mình một cái mô hình kinh doanh phù hợp, đúng không? Mình có thể là B2B bán buôn, tức là mình à, chuyên bán cho các cái doanh nghiệp lớn nhập khẩu của mình thôi, hay là nhập làm sỉ của mình thôi. B2C tức là doanh nghiệp bán lẻ trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua các mạng xã hội. À, thông qua facebook như khóa chúng ta đang học hoặc là c2c tức là cá nhân bán hàng cho các cá nhân thì tôi đã nói cái phần này ở trước cái video trước rồi thế thì tiếp tục là chúng ta cũng có thể có những cái mô hình buôn nước bọt buôn nước bọt tức là chúng ta chỉ um, không nhập hàng về chúng ta mua của người chán và bán cho người thèm à, chúng ta làm thế nào thì chúng ta rất là đơn giản đấy là à, chúng ta có thể gia nhập một cái đội ngũ bán hàng hoặc là chúng ta trở thành cộng tác viên thí à, dụ như bảo hiểm hay là thí dụ như các cái sản phẩm đa cấp hoặc là thí dụ như là à, những cái đơn vị mà bán mỹ phẩm à, hoặc là bằng một cái mối quan hệ cá nhân thì các bạn có thể à, lấy được hàng của họ mà không phải trả tiền hoặc là có thể là sẽ được trả lại hoặc là được chất khấu cao mà không cần phải nhập nhiều à, thì tôi gọi nó là mô hình buôn nước bọt để giảm cái rủi ro cho mình đi à, hoặc là chúng ta cũng có thể là bán hàng order ở trên các cái website thương mại điện tử trên thế giới thì đấy là khi mà chúng ta đăng lên Facebook ai đó mua thì đặt tiền là chúng ta thì chúng ta nhập hàng về thì hầu hết là đều là giảm được cái rủi ro về chi phí rất là nhiều à, tiếp theo đấy là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái mô hình à, thị trường ngách à, thị trường ngách tức là muốn nói đến một cái thị trường mà, mà có ít người bán và ít người mua à, cái sản phẩm nó có tính chất độc đáo riêng biệt à, thí dụ như thế này thí dụ như là cái điện thoại smartphone của chúng ta như thế này thì gọi là là thị trường chính thì cái điện thoại dành cho người già chẳng hạn hoặc là cái điện thoại dành cho trẻ em chẳng hạn ấy, thì nó gọi là thị trường ngách à, hoặc là điện thoại dành riêng cho à, những cái doanh nhân thành đạt nhưng mà người ta đòi hỏi cái tính bảo mật cực cao chẳng hạn người ta có thể không xài, cài xài mạng xã hội ấy, bảo mật tin nhắn rồi bảo mật cái này cái kia cực cao thì như thế người, người ta sẽ gọi là thị trường ngách hay là ví dụ như là giày dép thì là thị trường chính thế thì giày dép trẻ em có thể được coi là thị trường ngách à, hoặc là giày dép dành cho người à, bị tiểu đường cũng có thể là thị trường ngách kiểu như vậy thì chúng ta lựa chọn cái thị trường ngách chúng ta à, đưa uh, chọn sản phẩm hoặc là dịch vụ chúng ta vào kinh doanh thì ưu điểm của chúng ta là ít cạnh tranh nhưng mà nhược điểm của chúng ta là um, cái thị phần rồi cái cái dung lượng thị trường nó cũng cũng ít và chúng ta khó lòng có thể tăng trưởng được doanh số à, trong tương lai tức là chúng ta có thể kiếm được tiền chúng ta khá là ổn nhưng mà À, chúng ta khó có thể à, kiếm được nhiều tiền bởi vì thị trường ngách thì bao giờ cũng cái lượng mua, sức mua và cái dung lượng mua nó rất là ít, nó không được như thị trường chính à, bằng chứng là quần áo hay là mỹ phẩm hay là nước hoa, hay là giáo dục chúng ta thấy là à, nhan nhản, nhan nhản người làm nhưng mà vẫn có cửa vẫn có cái à, thị trường rất là tốt cho chúng ta bởi vì ai cũng có nhu cầu về sản phẩm đó, đúng không ạ à, tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu về một cái mô hình, là mô hình hớt váng Hớt váng ở đây là một cái thuật ngữ trong uh, uh, kinh doanh và marketing Tức là ý là chúng ta có thể là uh, chiến, chiến lược của chúng ta là bán hàng không Cố định một cái sản phẩm gì cả mùa vụ Chúng ta sẽ hớt váng theo uh, Từng cái xu hướng Từng thời điểm uh, Và chúng ta uh, Có thể là sẽ uh, Thời điểm nào bán cái gì chạy thì chúng ta làm thôi Thí uh, dụ như là bây giờ đang bán khẩu trang tốt thì chúng ta bán khẩu trang nước rửa tay À um, rồi thì vào mùa hè thì chúng ta bán đồ bơi mùa đông thì chúng ta lại bán cái đồ ăn tôi nói thí dụ như vậy thì hớt váng là chúng ta sẽ làm gì xâm nhập thật nhanh và rút thật nhanh chúng ta nhìn thấy thị trường và sau đó chúng ta nhảy vào chúng ta kiếm một mớ rồi chúng ta đi ra chúng ta làm cái khác thế thì cách hớt váng thì cũng đòi hỏi chúng ta phải xâm nhập thị trường một cách rất là chính xác rất là nhanh nhạy và rất là bản lĩnh thì chúng ta mới hớt váng đúng được còn nếu mà không chúng ta hết bán sai thì chúng ta sẽ bị thua lỗ đúng không ạ và sau khi cái cái chu kỳ hoặc là cái yếu tố thời vụ nó qua đi thì là chúng ta sẽ không bán được cái sản phẩm đấy bán tống bán tháo là cũng không bán được đúng không à, và cuối cùng là chúng ta sẽ kinh doanh dài hạn kinh doanh dài hạn là chúng ta cứ đều 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 chúng ta bán cái sản phẩm đấy thế thì mỗi một cái cách thức mỗi một cái chiến lược nó đều có những cái sự uh, khác nhau và đều có ưu và nhược riêng các bạn muốn bán được nhiều đơn hàng thì rõ ràng là các bạn sẽ cần phải có những cái chiến lược là có sản phẩm mà lót đường có sản phẩm dài hạn có sản phẩm hớt váng có sản phẩm là không phụ thuộc yếu tố mùa vụ có những sản phẩm phụ thuộc yếu tố mùa vụ thì từ đó mỗi thứ mỗi thứ một tí thì làm cho chúng ta bán được nhiều hàng hơn à đúng không ạ và chúng ta sẽ có được nhiều đơn hàng à hoặc là nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào thời trang thì chúng ta chọn cái thời trang mà ai cũng có thể mua ai cũng có thể bán đấy là một cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái mô hình này à, tất nhiên đây là cũng bài học lý thuyết thôi để cho các anh chị các bạn hình dung ra và lựa chọn cho mình cái phương pháp cho nó phù hợp những cái bài học tiếp theo thì tôi sẽ nói sâu nói sâu nói sâu hơn nữa về à, quảng cáo nhắm chọn tối ưu à, rồi các quy trình này khác nhá vâng à, xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều xin chào